Ẩm thực Việt Nam rất đặc sắc và đa dạng, được cả thế giới biết đến với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, đặc biệt là món phở và bánh mì. Cơ hội kinh doanh quán ăn, nhà hàng Việt tại nước ngoài là rất lớn, đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho nhà đầu tư và tạo nhu cầu tuyển dụng cho nghề bếp tại Việt Nam. Nhiều người Việt Nam được tuyển dụng đi làm việc trong ngành kinh doanh ăn uống tại nhiều nước phát triển như Canada, các nước châu Âu với mức lương cao, thủ tục và chi phí ra nước ngoài làm việc thấp. Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng và phát triển và lan tỏa ra không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, giúp cho người Việt có thể là đi làm việc cũng như là kinh doanh về những quán ăn, nhà hàng tại Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ. Hiện nay là cái trào lưu và các bạn kinh doanh cũng như là định hướng đi làm việc cũng như là định hướng đầu tư sang Mỹ rất là nhiều. Thì để qua Mỹ để có thể là sinh sống và có thể có một thu nhập ổn định. Phải nói là cái kinh doanh, cái mô hình quán ăn, nhà hàng đó là một cái mô hình rất là được lựa chọn hàng đầu, đảm bảo cho người Việt có thể là tạo được thu nhập ổn định và có thể sinh sống tại Mỹ. Để làm việc trong nghề bếp, người đi làm việc cần phải tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về bếp Việt, bếp Âu, bếp Nhật, v.v. và có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng ít nhất 3 năm. Tại Nestpay, rất nhiều học viên có kế hoạch làm việc tại nước ngoài và tham gia các khóa học bếp chuyên nghiệp. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Võ Đắc Thành. Thì mình tham gia học nghề bếp tại trường Nestpay. Mình học thì để có khả năng kinh nghiệm để mà có thể đi làm việc tại nước ngoài, cụ thể là nước Úc. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Trung Hiếu. Hiện tại mình đang học lớp bếp Âu K9 tại trường Nestpay. Và mục đích của mình đi học tại đây là để mình có thể đi qua bên Úc, mình có thể làm việc. Xin chào mọi người, em tên là Trần Ngọc Trinh. Hiện tại là em đang theo ngành bếp Âu, học tại trường Nestpay với nhu cầu là em được đi du học và được định cư tại Úc. Em tên là Sung, em được học ở Nestpay. Em định hướng ở đây là học ở đây là để đi làm việc ở nước ngoài. Chào mọi người, mình tên là Thùy Linh, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình là buổi hoàn thành bài thi của khóa học bếp Nhật. Mình sau khi mình hoàn thành bài thi này ở Nestpay, mình có mục đích là mình sẽ đi làm việc ở nước ngoài. Chất lượng đào tạo cao, cơ sở vật chất tốt, chương trình đào tạo được xây dựng khoa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho học viên nắm bắt nhanh, tay nghề vững chắc sau khi tốt nghiệp. Để có thể đạt được cái trình độ cũng như là cái khả năng để có thể là đi làm việc tại những cái nhà hàng, khách sạn tại Mỹ cũng như là có thể là kinh doanh tại Mỹ, thì đòi hỏi các bạn phải có được trang bị những kiến thức về cái nghề bếp cũng như là trang bị những kỹ năng chế biến những món ăn Việt đó, để có thể có cái tay nghề vững chắc và cũng kiến thức tốt để các bạn có thể là có hành trang, có thể là đi ra nước ngoài. Thì có những bạn là đi du học cũng có thể là trang bị những cái nghề bếp để làm một cái nghề tay trái, khi đi du học có thể là làm thêm. Với tay nghề thì cái thu nhập nó sẽ tốt hơn nhiều và cơ hội cho các bạn rất là lớn. Sau khi được thầy hướng dẫn tận tình và sau đó là tụi mình cũng có thể được làm lại, thì những cái điều đó là giúp mình càng ngày càng tự tin hơn trong cái việc mà mình làm bếp. Trong quá trình học thì mọi người có thể thực hành lại và để cứng tay nghề hơn, để sau này có thể đi nước ngoài định cư và làm tốt công việc của mình. Sau quá trình học tập thì mình cảm thấy là mình có thêm được nhiều kiến thức rất là bổ ích về lĩnh vực bếp Âu và cảm thấy tay nghề mình cứng cáp hẳn lên. Về môi trường giáo dục ở đây thì thầy cô truyền dạy rất là kỹ lưỡng tất cả những kinh nghiệm đã từng trải qua bao nhiêu năm giảng dạy ở đây. Là từ một người không biết gì về bếp, sau khi mình tham gia cái lớp này thì mình có thể hoàn thành được tất cả các món sushi, maki ở tất cả các menu của nhà hàng, mình tự tin làm vậy. Các món ăn được chọn lọc theo phương pháp chế biến, được chế biến theo quy trình bếp chuyên nghiệp. Món ăn được chế biến thơm ngon, được bày trí đẹp mắt. Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại, giúp cho việc học nghề đạt hiệu quả cao. Phòng học được
trang thiết bị rất là hiện đại, rất là đầy đủ, thậm chí là dư luôn. Và đi vào phòng học rất là mát mẻ, có máy lạnh, tất tần tật mọi thứ. Và khi mà mình học thì được trang bị rau củ, thực phẩm và tất cả mọi thứ nó đều được sẵn sàng để mà mình có thể bước vào một cái bài học một cách tốt nhất. Trong quá trình học ở đây thì khi bước vào lớp học thì mình rất bất ngờ là lớp học rất là sạch sẽ và rất là đẹp và hiện đại. Đồ đạc thì để rất là ngăn nắp. Sau khi mình hoàn thành xong cái khóa học ở Nestbay thì mình thấy về cơ sở vật chất và trang thiết bị ở đây là khá là hiện đại, luôn là cập nhật theo xu hướng mới của bếp Nhật hiện nay. Môi trường học ở đây thì rất là tốt, trang thiết bị thì đầy đủ, còn phòng học thì có máy lạnh rồi cũng mát mẻ. Cơ sở vật chất thì rất tốt, rất đầy đủ và rất là chuyên nghiệp. Theo khóa học của mình á, mình cảm nhận ở nơi Nestbay tại đây á, môi trường rất là thân thiện luôn, cơ sở vật chất phòng ốc này nọ rất là trang bị đầy đủ, về máy lạnh hoặc là bếp ga này nọ, toàn là những cái vật chất mà tân tiến không. Đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm là những tiêu chuẩn quan trọng để Nestbay được rất nhiều học viên lựa chọn để học nghề bếp. Thì về thầy cô thì thầy thì rất là nhiệt tình và tâm huyết đối với nghề, nên thầy chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hữu ích trong nhiều năm kinh nghiệm của thầy, và mình tiếp thu được rất là nhiều. Và trong quá trình thực hành thì thầy cũng sẽ để lại một phần nào đó để mình có thể tự làm và có thể nhớ được lâu hơn. Về cách dạy của giảng viên á, thì rất là tận tình luôn. Thầy nói gì thầy chỉ tận tay mình luôn. Mình học rất là dễ luôn. Theo mình là mình đó giờ mình không biết bếp Âu là gì hết trơn á, nhưng mà hả, thầy dạy cái là mình cũng dễ tiếp thu và biết lắm. Nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Khi mà mình vào đây thì mình thấy thầy rất là giỏi luôn. Và khi tất cả các học viên ở đây hỏi bất kỳ một cái điều gì đó thì thầy đều có thể giải đáp một cách rất là ngắn gọn và dễ hiểu. Và mọi người làm theo rất là tốt. Ở đây thì sau khi mà thầy giảng dạy xong, thầy sẽ cho mọi người thực hành 100%. Thì mình có thể là tự tin, mình có thể đi làm và mình sử dụng cái kiến thức, cái kỹ năng mà thầy dạy để mình có thể làm việc ở môi trường nước ngoài một cách rất là tốt. Nên mình rất hài lòng với cái cách giảng dạy của giảng viên ở trường Nestbay. Ngoài ra, các khóa học bí quyết sản xuất và kinh doanh nghề bếp được triển khai hơn 14 năm qua do thầy Nguyễn Quốc Y trực tiếp giảng dạy. Sau các khóa học này, học viên có thể tự tin làm chủ các mô hình quán ăn, nhà hàng tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Cũng như là những gia đình đi định cư ở nước ngoài có thể là trang bị cho mình cái nghề bếp. Những nghề như là nghề nấu phở hay là nghề nấu bún bò Huế, nghề là sản xuất kinh doanh bánh mì thì cũng giúp cho các bạn tự tin để các bạn có thể là hành trang, có thể là ra nước ngoài sinh sống với một cái nghề có thể là tạo thu nhập tốt cho các bạn. Sau những buổi học vừa qua thì em xin gửi lời cảm ơn đến thầy và truyền đạt cho em những bí quyết nấu ăn và như thế nào là cách kinh doanh nhà hàng, như thế nào để em rất là tự tin để đem những công thức này về nước bạn để kinh doanh nhà hàng và phát triển tương lai sau này. Kết thúc bài học thì mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy Quốc Y. Gặp được thầy cũng là một cái duyên và mình rất vui được gặp thầy. Mong là sau này cái món thầy truyền dạy sẽ đạt được sự thành công ở bên nước Pháp. Chứng chỉ đào tạo nghề bếp của Nestbay được nhiều nước trên thế giới chấp nhận. Đã có hàng nghìn học viên tham gia các chương trình đào tạo nghề bếp tại Nestbay và đủ điều kiện đi làm việc tại nước ngoài theo diện đi lao động có tay nghề hoặc khởi nghiệp kinh doanh thành công. Sau khi kết thúc khóa học của mình, sau khi mình học ở đây, mình cảm thấy rất là tự tin luôn. Mình cũng cảm thấy là mình chọn đúng cái nơi mà mình học nữa. Đây cũng là gọi là cái hành trang cho mình để mình bước tiếp đến nơi môi trường mà sau này mình đi gọi là nước ngoài mình làm thì mình cũng cảm thấy là tự tin cho bản thân mình. Sau những gì em đã học thì em có đủ tự tin để mang những gì mà thầy đã giảng dạy em để ra đem hành trang ra nước ngoài để phát triển. Thì em muốn gửi lời cảm ơn đến trường và giảng viên đã cho em một cái nghề đào tạo em để em phát triển hơn, để em được ra làm việc ở nước ngoài. Cảm ơn. Và mình rất là biết ơn và cảm ơn thầy cô và các anh chị ở trung tâm đã nhiệt tình giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua. Và cảm xúc của mình thì cảm thấy rất là biết ơn và
rất là cảm ơn đối với thầy cũng như là ban giám hiệu và tất cả các anh chị em ở đây trong trường NetSpace. Đây là những thông tin hữu ích cho tất cả người Việt có mong muốn tìm cơ hội làm việc và định cư tại nước ngoài với nghề bếp.